Hello anh em nhá, nghe lên hình nha các bác, em này đánh trắng chuẩn luôn, xịn sò luôn nhá các bác nha. Bảo hành cho anh em là không phải nhuộm, không phải thiếu chất mà ra, đây là bẩm sinh con chim đã có rồi. Bảo hành cho các bác sang năm thay lông hết vẫn còn cánh trắng, mọc ra cánh trắng mới chứ không phải thay lông là mất đâu nhá. Đấy, bảo hành cho các bác thế, xịn sò 100% luôn. Em này đuôi xòe chơi rất là tốt luôn, mỏ vàng ươm các bác ạ. Đấy, chim trắng rất là đẹp. Anh em nào kết em này thì alo em nhá. Alo em qua số điện thoại là 0978 767 689. Đấy, hot là có đuôi rất là đẹp luôn. Lông đầu mỏng và đầu mặt cũng rất là đẹp các bác nhá. Mắt dữ dằn. Chim chơi rất là tốt luôn. Nó sẽ ok. Chim này bản đuôi quá đẹp rồi anh em ạ. Em này nếu mà cho đấu thì đuôi xòe đẹp hơn rất là nhiều các bác nhé. Cho đấu thì đuôi xòe trên cánh rất là đẹp luôn, cánh trắng nhìn rất là hay. Giọng rất là vang. Chân mảnh mỏ mỏng nha các bác nha, hot rất tốt luôn, chuẩn mẫu chim hot của bác đấy. Cái này thì đúng là chuẩn đột biến đấy các bạn. Bảo hành cho anh em luôn, cánh trắng xịn 100%.